Trước khi chia sẻ cái cách mà làm đất trộn phân bẫy tất cả những cái con sên không vỏ và sên có vỏ trước khi mình đặt cây rau giống vào mình trồng, thì Vinh đây clear qua cho cô bác anh chị cái vườn rau của nhà mình vào cuối tháng 4 đây. Toàn bộ là rau rất là đẹp. Một số cây rau mình để lấy hạt giống. Và những cái lớp kế tiếp kia đang xanh mươn mướt luôn. Trị sên ngay từ đầu thì nó hạn chế được gần như là tối đa. Tất cả các loại rau Việt mình sẵn sàng chuẩn bị cho cái mùa hè năm nay. Vào thời điểm tháng 4 thì ở Anh Quốc thời tiết rất là lạnh, về đêm chỉ có 2 độ. Năm nay phải nói là cũng hơi khắc nghiệt về thời tiết, nhưng mà không thể đánh bại được lòng người. Với cái sức chịu khó một chút thôi của Vinh Nê đây, thì cô bác anh chị thấy cái vườn rau nó xanh mướt luôn. Tất cả các loại cải, hiện tại mình đang trồng khoảng 12 loại cải tại vườn. Không thiếu một cái loại cải gì cả. Từ những giống đặc sản của vùng Tây Bắc, cải mèo, cải mơ, cải mầm đá, cải ngồng, cải ngọt đều có mặt tại vườn của Vinh đây. Phía ngoài trời không những mình trị cách để bắt sên, thì cũng còn tai hại khi mà những anh sóc, anh chim bồ câu thường sáng sớm là chúng hay bay xuống để tấn công rau. Chính vì thế thì mình cũng phải dùng cái lưới như thế này để phủ lên cho nó an toàn. Lúc mới trồng xuống chỉ có 2-3 ngày đầu, Vinh Nê không chưa kịp bọc thì nó đã tấn công vào những cái lá rau đã bị nhơm nhở như thế này rồi. Chào mừng cô bác anh chị quay trở lại với kênh YouTube Vinh Nê UK. Cũng rất nhiều video mà cô bác anh chị comment yêu cầu Vinh Nê chia sẻ cái cách mà cô bác anh chị thường thắc mắc là làm đất như thế nào mà tại sao cái vườn rau của nhà mình nó tốt thế. Thì cái clip ngắn này Vinh Nê chia sẻ rõ cho cô bác anh chị khi mà trồng rau Việt, tất cả các loại rau. Thực ra thì nó rất là đơn giản, rất là tiết kiệm, rất là kẻo. Mình không có làm cái gì nhiều, mà nó chỉ là cái quan trọng nữa là mình biết cách đúng thế nào thì là để cho cái cây rau nó hiệu quả thôi. Thì hàng năm đây, ví dụ như một núm đất của nhà mình đây, năm ngoái đây, thì bây giờ mình dọn dẹp vườn thì cô bác anh chị trước tiên là đào bới xới đánh cho tơi đất. Mình làm cho đất càng tơi thì càng tốt. Trường hợp mà cái đất nó thịt, nó là đất thịt, chẳng hạn như cái núm đất này là của nhà mình đây là đất thịt, mình làm cũng mất nhiều công phu một chút, thì mình cứ đào bới xới để cho nó tơi ra. Đất đánh tơi, cô bác anh chị để phơi khô cho trời lắng, phơi một vài lắng để cho nó cái đất nó khô, để nó tránh cái tình trạng mà mầm mống của nấm rồi sâu bệnh. Phơi ra như thế này thôi là bắt đầu mình để cho nó khô đất một chút. Tơi như thế này là đã chuẩn. Và bước kế tiếp là cái phân thì cô bác anh chị có thể dùng các loại phân động vật. Nhà mình thì thực ra chỉ có dùng cái phân sơ chế, đã qua sơ chế này thôi. Mình không dùng cái phân nguyên chất của phân bò, phân ngựa, phân động vật lấy về. Cái đấy nó rất là hôi và nó mùi, thì thực ra nó cũng rất là tốt. Nhưng mà cái cách của mình đây là mình trồng để cho cô bác anh chị tạo điều kiện mình trồng rau sạch, mình ăn tại cho phục vụ gia đình, chứ không phải là mình trồng để mình nhu cầu kinh doanh bán. Tốc độ nhiều khi rau nó không cần phải là phát triển mập mạp, nhưng mà nó là cái chuẩn rau sạch của mình. Sau đó là cái phân gà này, cô bác anh chị rải, mình cứ rải áng chừng nó đều đều ra như thế này thôi.
trường hợp mà cái phân phân gà này thì là cô bác anh chị dùng để cho mình trồng tất cả những cái cây rau mà có thân gốc to thì là chuẩn hơn, chẳng hạn như là ớt, rồi mùng tơi, những cây bắp cải, những cây đại khái là su hào, súp lơ, nó có những cái thân gốc to. Còn trường hợp mà cô bác anh chị gieo những cái rau ăn lá, chẳng hạn như rau mùi, rau cải cúc, rồi rau đay, những cái rau mà ăn lá ngắn hạn thì mình nên cái dùng cái phân bột, cũng phân động vật như thế này, là cô bác anh chị cứ rải đều ra. Gặp nắng mà mình cứ phơi lỏ như thế này cho nó đất nó được đảm bảo, rất hạn hữu ít sâu bệnh. Vinh Lê chia sẻ luôn cả cái cách làm sao để cho cô bác anh chị làm mà hạn chế được sâu sên, sâu bệnh. Đây là tất cả những cái phân mình đã trải đều xuống cái lũ đất. Thường là mình chỉ như này thôi, sau quá trình mà mình gieo rau rồi là mình không có bón nhiều phân. Chủ yếu là căn cái độ nước tưới cho nó đều đặn là nó sẽ hiệu quả cao. Sau một lớp phân rải lên thì cô bác anh chị sẽ sử dụng một cái loại lớp đất, nó gọi là đất thốp xoay, đất vườn. Đất này không có phân hữu cơ thì mình chỉ cần mình trải xuống một lớp như thế này nữa. Tình dàn nó để cho cái mặt đất nó bằng. Rồi, thế này là gọi là Vinh Lê tượng trưng. Lát nữa mình sẽ bê đất ở kia vào, mình đổ đầy hết san đều nó ra. Tất cả vườn rau nhà mình đều hình thức là cái cách thức như thế này thôi. Trừ mấy cái gốc cây leo giàn thì mình sẽ cho cái phân rác bếp thải ủ mình chôn xuống phía dưới. Và rắc thêm một chút phân gà nữa. Và một cái rất là quan trọng khi mà cô bác anh chị trồng rau, chẳng hạn một lúc đất như thế này mình đã làm đất và lót phân xong. Trước khi cô bác anh chị gieo trồng tất cả các loại rau thì lại một cái vấn đề là cây sâu bệnh, anh sâu sên, nhất là mé ngoài vườn chứ không phải là ở trong nhà hoặc trong nhà bóng nhà kính, thì cái anh sâu sên cũng rất là đau đầu cho tất cả cô bác anh chị làm vườn. Thì mình sẽ trước khi mình trồng thì mình lại sẽ có một cái cách đây, cô bác anh chị hãy cùng mình đi tham khảo qua cái cách này cũng rất là chuẩn nhá. Sau khi làm đất lót phân xong thì cô bác anh chị phun qua một lần nước. Một lần nước để cho nó có đủ độ ẩm và cái độ phân nó ngấm là đất. Và sau đó là cô bác anh chị dùng những cái lá rau bỏ đi. Những cái lá rau sâu, rau bỏ đi mình hái ở tại vườn. Mình cứ vất xuống như thế này thôi. Vất hết xuống một cái luống rau. Để như này là tầm 10 giờ đêm, cô bác anh chị chịu khó một chút là đi ra là tất cả có con sên không vỏ, gần như là sên là nhiều. Khi mình trồng những cây con ra là nó cắn rất là kinh khủng, mà mình rất là bực. Cây rất đẹp nhưng mà đưa ra mà không xử lý ngay thì cô bác anh chị lại mất công uổng công thôi. Thì mình để qua như thế này, mình chưa trồng vội, để cho buổi tối 1-2 tối cô bác anh chị ra là khi mà mình phun nước ẩm ướt thì thường là các con sên nó ở dưới đất nó mới chui lên. Bình thường là nó không nhìn cho mình nhìn thấy, nó ẩn nấp cũng rất là như là du kích ấy. Thì mình vắt như thế này để cho nửa đêm nó bò ra. Thì cô bác anh chị xoay, chịu khó xoay đèn pin ra, mình bắt hoặc là mình giết
Ngoài cái cách bẫy bằng cái lá rau mình rải ra như thế này để cho sên nó bò ra khi mình nhìn thấy mình bắt, thì cô bác anh chị còn dùng thêm những cái loại thuốc viên đây. Cái loại này là loại chuyên dụng người ta làm để cho rải xuống đất trị sên, nhưng mà cái viên này thì mình thấy cũng không hiệu quả lắm, bởi vì mình rải cũng rất nhiều rồi nhưng mà không thấy sên chết nhiều. Thì năm nay mình sử dụng cái loại vừa là thuốc sên vừa là thức ăn, tức là khi mình rải xuống vườn thì nó sẽ tốt cho cây rau luôn. Thì cô bác anh chị cũng trải xuống, và mình buổi đêm mình không ra được thì sáng sớm mình ra thì cũng vẫn thấy nhiều anh sên không vỏ đang bò cắn lá đây. Vườn nhà mình thì mình dọn dẹp sạch từ lúc đầu, đâm ra là nó cũng hạn chế được cái vấn đề là sên. Đây cô bác anh chị nhìn thấy đây, cũng tương đối là nhiều đấy, bởi vì là nó cắn lốm đốm lá như thế này là mình biết là nó có nhiều sên. Đây một số vẫn còn đang chưa kịp ẩn náu ở dưới đất. Cứ đêm anh chị, cô bác anh chị ra bắt tầm 10 giờ đêm là chuẩn nhất. Đơn giản như một cái cây su hào của mình đây, mình để như thế này rồi mà mình trồng xuống đất, không dùng cách trị, thì nửa đêm nó bò ra nó tấn công ngay. Đây mới thử nghiệm là mình vất ra vườn đây. Cây này mình vất ra cái luống đất mà mình chưa xử lý, thì cô bác anh chị biết là một đêm là nó bò ra nó chơi luôn. Nó chơi luôn như thế này thì có thấy là cái lỗi vất vả của mình ươm cái hạt giống cả một nửa tháng trời chăm được cái cây con ra được đến mức độ nó như thế này rồi. Mà bây giờ mình đưa xuống trồng mà mình không xử lý là ngày hôm sau là ra là tèo hết. Thì chính vì cái cách như thế này thì mình đây chia sẻ tới các anh chị là mình chịu khó một chút, mình để tâm đến một chút. Thực ra mà nói thì mình gọi là làm ruộng mà mình không vất vả thì không được. Cô bác anh chị chỉ cần mình đi đúng cách, đúng hướng thì là ở đâu cũng thế thôi. Thời tiết ở Anh Quốc này đâu có phải nói là bình thường mà mình không biết qua về làm trồng trọt thì cô bác anh chị thấy nó rất là khó. Nhưng mà với cái cách của Vinh Lê thì thực ra mà nói rất là dễ. Mình chia sẻ rất cặn kẽ, rất là dễ hiểu để cho cô bác kể cả mới bắt đầu bước vào làm vườn đều theo cái cách của mình như thế là chuẩn luôn. Còn khi mà nó đã ổn áp một chút rồi, nắng ấm, thì cô bác anh chị lại đưa cái cây này ra là cứ thế là ta trồng xuống đây thôi, hiệu quả 100%, không có lăn tăn mà phải lo lắng đến cái vấn đề mà sâu sên. Cảm ơn cô bác anh chị luôn quan tâm và ủng hộ kênh. Mình sẽ cập nhật những video kế tiếp làm sao mà chia sẻ cho cô bác anh chị tất cả các cái cách mà dễ hiểu mà hiệu quả để cho được cây rau Việt. Xin chào.